Cuốn sách Lịch sử Công thương Việt Nam 1945-2010 được đánh giá là công trình đồ sộ có tính toàn diện và chất lượng cao, hữu ích cho việc nghiên cứu, để từ đó suy ngẫm thêm về sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, nhà nước, sự nỗ lực của ngành trong tiến trình lịch sử, đúc rút những bài học kinh nghiệm quý giá, vận dụng những quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay. Tại hội thảo khoa học góp ý bản thảo cuốn sách lịch sử công thương Việt Nam 1945-2010 vừa được Bộ Công thương tổ chức, các chuyên gia tham dự cho rằng bản thảo cuốn sách với phương pháp nghiên cứu liên ngành đã dựng được bức tranh toàn cảnh quá trình phát triển trong giai đoạn 1945-2010 của ngành công thương gắn với lịch sử đất nước với ba đặc trưng nổi bật là phát triển sản xuất lưu thông, phục vụ sản xuất chiến đấu, phục vụ đời sống. Bản thảo cuốn sách là một công trình công phu nghiêm túc đạt chất lượng tốt. Đây cũng là tài liệu tuyên truyền giáo dục về truyền thống vẻ vang của ngành công thương Việt Nam, giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đặc biệt là thế hệ trẻ nắm chắc, hiểu rõ và trân quý các giá trị truyền thống lịch sử của ngành, góp phần tạo lập, nuôi dưỡng niềm tự hào, tình yêu ngành, yêu nghề và hoài bão khát vọng vươn lên, tạo động lực phấn đấu cùng toàn ngành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với niềm tin sự mong đợi của đảng nhà nước và nhân dân